Can I turn on the assisted driving now? Once we get on. On the freeway? Okay. Okay, I see. 5 sao. Và nếu khán giả đang mình đang lái chiếc xe VF8, mình sẽ muốn thử cái ADAS system, nhưng mà khổ là kẹt xe quá, mình không có chưa thử được. Mình sẽ ráng mình vô cái freeway 5 sao. Try. Testing. Testing. Hôm nay thì đặc biệt mình sẽ một lần nữa cùng chạy Tesla. Mình sẽ đi City of Commerce, cái VinFast tại City of Commerce. Nếu Khang muốn có cơ hội được thử chiếc VF8 một lần nữa, cái nhiều người chắc cũng sẽ hỏi là mình sao nói VinFast hoài đi, là tại vì nếu khán giả có nhớ không, kỳ vừa rồi đó, mọi người có thấy không, kỳ vừa rồi thì nói chung là Khang có cơ hội để thăm cái showroom của VinFast tại Citadel, thành phố City of Commerce. Nhưng mà sau khi Khang lái xe đó thì Khang cũng Khang có hỏi cái anh mà cho mình đi thử xe đó, Khang mới hỏi ảnh là có thể nào mình lái thử được cái system ADAS, là assisted driving cái system đó. Hỏi ảnh có thể cho mình thử cái assisted driving system không, thì ảnh nói cái computer trong chiếc xe đó nó chưa có set up, tại nó là một cái xe gọi là xe demo car. Nhưng mà rồi sau đó mình cũng có một cái bác cũng muốn thử xe mà muốn chạy trên freeway, thì mấy anh ở trong VinFast lại nói là tại vì cái đó là chỉ có được special request thôi mới được đem lên xe lên freeway mà chạy. Thì trong mấy tuần qua thì Khang có làm việc của bên anh Billy bên VinFast. Khán giả thấy không? VinFast. Thì Khang mới hỏi ảnh rằng có thể nào Khang chạy mượn chiếc VinFast VF8 và chạy lên trên xa lộ cao tốc không, là freeway 5, để mình test được cái ADAS, là cái assisted driving system đó. Thì ảnh mới nói vì Khang làm cho Little Sài Gòn TV thì ảnh sẽ cho cái meet cái request của mình, là ảnh sẽ chấp nhận, và ảnh check với bên supervisor của ảnh thì họ đã cho mừng. Thì hôm nay Khang sẽ dùng xe Tesla chạy lên City of Commerce và để tìm hiểu thêm cái ADAS system. Cũng đã cho quý khán giả được cơ hội thử cái Auto Drive Level 2 của Tesla. Thì trong cái nhiều cô chú, anh chị em, nhất là Việt Nam đó, mấy người Việt Nam khổ lắm nè, chê lên chê xuống, nói này nói kia, nhưng mà cũng có nhiều người khen thì Khang cũng cảm ơn rồi một lần nữa. Ai muốn khen, ai muốn chê thì không có sao, vì bên Mỹ, cái quen thuộc của mình, lối sống bên Mỹ là mình lúc nào cũng phải tìm cách tìm hiểu và học hỏi càng nhiều càng tốt. Và cái là nhiều lần mình học hỏi từ những người competitor của mình cũng là một điều tốt, là tại vì cái đó là cách của Mỹ được thành công. Tesla lúc nào cũng có người chê lên, người chê xuống, nhưng mà họ không bao giờ mà họ kiểu như là ghét những người đó. Thường mình học được nhiều hơn từ những lời chê hơn là mình học được từ những lời khen. Nam của khán giả, người nào ở Việt Nam mà nhớ nàng cái đó Khang thì muốn nhắc nhở, cái đó là lý do Khang vẫn tiếp tục hỏi những người mà làm hãng xe khác về VinFast hay là về Tesla hay là những loại xe, vì mình không lúc nào mình cũng chỉ có coi và nghe những người khen thôi. Ví như là mèo khen mèo đuôi dài thì nó không phải là điều tốt. Hay là tiếng Mỹ người ta cũng có câu là keep your friend close, keep your enemy closer, là giữ người bạn thân mình gần, nhưng mà những người enemy, những người mà mình không ghét hay là ghét mình, càng gần hơn nữa. Hey!
I'm here for the ADAS testing. Are you gonna be with me? Yep. All right, great. Hi, thank you. License again. Oh. So far, I'm gonna start seeing car driving, VinFast car driving on Little Saigon already. Yeah. Okay. Yeah, we. I mean, I went one car so far. Okay. So we got a couple of them out there. Okay, do you deliver, like you send it to there? Well, no, have them come up. Oh, they come and they'll get it. I see. Do you guys do like home delivery too? We do. We haven't done one here yet. Okay, I see. I see. Okay. Hey, let me, can I put it this like on top so I can record like the driving? So this ADAS assisted driving only work on the freeway, right? Mm-hmm. So they don't have like the local option. Right. Okay, I see. Do you mind wearing a microphone? No? Okay, that's fine. Hey, I do whatever you feel most comfortable, you know what I mean? Like, so you can't open this way? No, it's okay. Right now. Let me try to see, because I kind of want to get I want to get that. The screen? Yeah, the screen. Let me see. Okay, I think we're good. All right. Okay. So. Okay, khán giả đang like hôm nay mình sẽ thử cái system ADAS Advanced Driving Assistance System. So this is all the setup you set before and then you save it. Okay. Yep. So your forward collision warnings, the sensitivity of that, and emergency braking. Blind spot detection. Okay, see the car and stuff. Okay, I think that's the firmware. Hey man, some of the audience in Vietnam, they're very picky. Yeah. They want to make sure it's the best model that they have. Này cho mấy ông ở Việt Nam, mấy ông bà ở Việt Nam đang báo là mình muốn cho mọi người xem. One there, and you want to switch to ADAS, like is there like a switch? Self-driving? Just self-driving. That button. Okay, so you click on this? Once we get driving on the highway, uh-huh. And you want to set it, put that on. And that's it? Yeah. And then you can speed up, speed down, mm-hmm. Gap. What does it mean, gap? Increase the space between you and the So they signal, they sensor, they tell you. Yeah, so you can, Advanced driving assistant system. That's no one of the car either. Yeah, exactly. It only work on freeway. Yes. Okay. So you cannot do this in a local. Right. Okay, I see. Okay. So I have 30 minutes, right? Yeah. Okay. And I heard that you guys don't do this for everyone. No, we do it. Okay. Thank you. I appreciate it. Oh, absolutely. Yeah, just for you know, our special customers. Oh, okay. Oh, cái gì nghe không? Cái này là không phải lúc nào mình cũng được thử cái ADAS system là người nào vô thử, chỉ có những người mà mình xin phép hay những người mà có truyền thông rồi đó thì họ mới cho. Ok. Hey, và cái này là lần thứ hai mình chạy test drive của chiếc VinFast VF8. Here you go. It does have an image that it showed you, but I think it's just not here. Okay. Can I turn on the assisted driving now? Once we get on. On the freeway? Okay. Okay, okay, I see. I see. Where do you want to go? At least it's in English. Yeah. I've seen some videos in Vietnamese and... Oh yeah, the one car in our showroom. Feet. Oh, it's in Vietnamese? Oh. Right. 5 sao. Một lần nữa khán giả đang mình đang lái chiếc xe VF8. Mình sẽ muốn thử cái ADAS system, nhưng mà khổ là kẹt xe quá, mình không có... chưa thử được. Mình sẽ ráng mình vô cái freeway 5 sao. Keep right to... South try. So ADAS on. 40 mile, 41 mile. Mình có thể mình thêm cái tốc độ. Khang sẽ dỡ chân ra nè. If you can see my feet. So, but you have to put your hand in once in a while, right? Yes, you're supposed to keep your hands on the wheel. Okay.
Nhưng mà khán giả có thể thấy nó đang tự lái nè. Cái này là cái ADAS system. Nó sẽ tự quẹo, tự braking too, right? Yes, yep. Okay. Nhưng mà Khang cũng lần đầu tiên mình lái, mình hơi sợ nên mình cũng phải cẩn thận ở đây một chút. Nhưng mà nó sẽ, khi mà mình signal, nó sẽ không có tự qua lên, đổi lên cho mình ăn khán giả. I think, I mean it has a similar system to the level 2, see? Cái chiếc xe trước nó thắng cho mình đang. Khang không thắng đang, I'm not braking. Put your hand to remind you. Yep. Okay. What happened if you don't put your hand on there? Did they lock you out and then? No, I don't think so. I think it's just gonna, it's probably gonna give more of an alarm. More signal, like keep like start hitting you. Yeah. Okay. Okay. So cái này là nó tự lái nó khán giả, mình sẽ chạy 3.1 mile nữa. 3.1 mile nữa mình sẽ tới tới lại cái showroom. Nó đang tự lái nè, cái này nó sẽ điều khiển, mình sẽ thấy oh I can see it here too. Yep. Yeah. Okay, mình thấy xe thì nó rất là giống như cái bên Tesla auto driver, auto steering. Lâu lâu nó sẽ nhắc mình thì mình phải đụng cái tay lái. Nó sẽ điều khiển cái tốc độ, hiện giờ Khang là 46 mile, nhưng mà mình có thể mình đổi lên. Someone told me that have you been to Vietnam? No. Oh, you're rich? Okay, you haven't been to Vietnam, but anyway, traffic in Vietnam is crazy. Like, really? People would not care if you drive whatever way, like they just, they don't care if you signal. Wow. But somebody told me, like, if you can create a auto, I mean, assisted driving in Vietnam, mm-hmm. it should work in America, like, perfectly. You know? So it's just so true, right? Cái người nào mà Khang có coi cái video, cái người đã nói là nếu mà cái lâu lâu mình phải bả tay, nếu mà mình có thể create một cái system mà tự lái xe, assisted driving á, mà từ Việt Nam, thì bên Mỹ thì là chuyện thường. Nó sẽ rằng là quyền là số 1 rồi, đúng không? Thì Khang cũng nghĩ cũng đúng, có thể đúng thiệt. Nếu mà chiếc xe lại lái tự lái từ Việt Nam thì bên Mỹ thì nó là chuyện dễ, không? Có thể là credit to VinFast. So yeah, nó tự ngừng nè, Khang không lái nè. Oh, okay. Anything you want to say about ADAS? No, I mean, this is only the second time I've actually... So this ADAS assisted driving only work on the freeway, right? So they don't have the local option. Okay, I see. Do you mind wearing a microphone? No? Okay, that's fine. Hey, I do whatever you feel most comfortable. You know, I mean, like, Khang sẽ dở chân nó đang. You only see my feet, so. But you have to put your hand in once in a while, right? Yes, you're supposed to keep your hands off the wheel. Okay. But. Nhưng mà cái khán giả thấy nó đang tự lái. Khang nhớ thấy nó tùm lum nó nhiều quá. But it's the second time being in it, I kind of see screen. And how about the heads up display? I can't see it. I see it there. Clear. Good. Okay, so 5 feet away. And you said we press here? Once we get on. Once we get on. Yeah. Is there like a certain speed that we have to? There is. I think it's over. Okay. Yeah, it's definitely over like 20 something miles. Okay. Okay, coi như là cái tốc độ phải cỡ 20 mile per hour trở lên mình mới bắt đầu mình bấm được. Man, this traffic is crazy. Yeah. Is this the reason why you guys don't test? Yeah, because it makes it very difficult around here. I see. We gotta find a good spot. Để mình phải kiếm một cái chỗ khác nè khán giả. Chỗ này kẹt xe quá, khó phải chạy cỡ trên 20 mile per hour mới dùng được cái ADAS system. Have you heard of ChatGPT? ChatGPT? No. You don't? So ChatGPT is like a AI, artificial intelligence program that
So technically, they answer the question, they write essay for you. They can technically do like the entire video script, a movie script, or write a poem for you. Oh wow! But in the term of so they like the internet, so they kind of like they take all these things and they prepare stuff for you. So in education right now, there's like a worry that, you know, that student is writing these things. Oh yeah. So I have a couple of questions, ChatGPT. You want to answer? Sure. First of all, what's your full name again? Rich, right? Rich, what's your last name? Rich? Bishop. Okay. So how did you get your start in like working at VinFast? Like, what are the steps you have to go through and stuff? Well, I was working in the car business for about 10 years. Finance manager at a Buick GMC store for about 8 years. And when I saw the opportunity to work at VinFast, I figured, you know, it sounded like a good idea to go to an EV company over. So this is your first like EV exposure. First EV experience, yeah. I see. Yeah. You're interested in cars and stuff. Yeah. Selling cars, financing cars. It's a good business to be in. Yeah. And you know, the EV companies are great right now. You know. Yeah. Yeah. That's 2035. New car can only be hybrid or EV. So oh yeah. California. So that's the way to go. Yeah. Especially, I moved out to California, and I figured this is a great place to do it. Yeah. So there's so many EV in the U.S. market, right? Mm-hmm. Like, what do you think VinFast can do, or what VinFast has been doing already that will differentiate them, like, from the rest of the other EV market? I have to say it's a customer service. Ah, okay. Customer experience. Okay. You know, when we deliver a vehicle, you know, it's a big deal. It's a big deal for the customer. It's a big deal for us. I see. And as far as after the sale, you know, the way we want to handle our customers, you know, if you have an issue with your vehicle, if you need service, it's going to be something that's going to be very easy for you. Yeah. You know, it seems a lot of times people have headaches when it comes to getting cars fixed. And, yeah. You know, especially new brands and new companies. Maybe we'll go up there a little bit and see if there's a way sure. to be close. Like maybe we head back so look like it can drive a little bit. But I heard an experience that a competitor company had where the, you know, customer waited about a year to get a car when he finally got Tesla? It. Tesla? No, it was another one, but the car broke down and the guy had to spend a lot of money to get it serviced and, you know, get it to where it needed to go, and it was a big pain in the butt for him. And so if somebody put in a reservation for a VF8, mm-hmm. how fast do they get? Well, you can get the City Edition within the next couple of days. City Edition, okay. Yep. So you get it right away. Yep. So not like waiting a month or? Nope. Yeah. Okay. No, you can. Okay. You decide you want this car today, we'll have it. We get it like today? Monday. Oh, Monday? How do you see like VinFast going to evolve in the next 5 to 10 years? Like, I think as long as they continue with the overall customer experience, that's where it's going to be. Their major factor. You treat a customer good, they're going to come back. Okay. You know, that's all there is to it. You just treat them right. Yeah. We would love to, you know, have a reservation for every test drive, but unfortunately some people feel the need to drive the vehicle before they put any money down, regardless of how much it is. Yeah. And I can understand that. Oh yeah, money, of course, it's a big investment. Money is not, you know. I know, it's a real tree, you know, fall from the sky. Everybody's, you know, working for their dollars, and so. You are right. You know, you want to make sure that, yeah. you know, you get what you want. With our company as well, is like we come into our showroom, yeah. we greet everybody, you know, we talk to everybody, you know, if you're just interested in what the hell it is, well, we'll tell you everything you want to know, and then some. If you want to sit around and have a conversation about what you did over the last 10 years, well, we're going to sit there and listen to you too. We just believe in a different, you know, different type of experience, you know, we're not stuck up, we're not, you know. Yeah. Well, and they're making a vehicle that people can afford. That's the other part of it. And how much is the VFA again? Let's say this one right here. They're $49.50. So I tell because it's car merging. Yep. In a quarter of a mile, use the right lane to take exit 1B. So let me try to exit and go back on the go home. What do you think is the channel? By the way, mọi người đang cái này là những câu hỏi mà Khang đã dùng ChatGPT để biên ra. These are the
question that ChatGPT actually prepared me. All I have to do is say, ChatGPT, create me a question to ask about VinFast. So what do you think about, like, what would be the number one challenge of VinFast in the EV industry in America? In the immediate, you know, right now, it's going to be overcoming the stigma of being a new company, a new brand. You know, everybody is skeptical of something when it first comes out. And, you know, you're going to hear about this or that or this or that. You know, all of that's just, you know, natural. Yeah. You know, Honda makes a great vehicle. They still have issues when, you know, things happen. You know, like it just happens. But you're not going to hear about it. That's the one thing, is like the stigma you have to kind of fight. So just being new, it's going to be hard. But other than that, when you put out a great product, you know, that's what's going to be the deciding factor for people. Okay. You know, let me try to put back the driving back the so let's see if we can go. Okay, khán giả, và bây giờ mình đang thử mà khổ là mình lên freeway nó kẹt quá nên mình không có cơ hội để mình see the tech. Yeah, the tech is 101, so okay, at least we can cái này là traffic bên Mỹ nè mọi người. Này là chỉ có mới có 1 giờ 12 giờ thôi mà kẹt xe lắm. And I just said, like, it's traffic in America. It's if you live in LA, guys, this is normal, right? So LA này là bình thường đó mọi người. The VF9 in the showroom anymore? No, it's down in San Diego. Okay, so they. So in a different showroom. Yep. Yeah. So they rotate the showroom. Ah, so I was lucky then last time. Oh yeah. We're hoping. To be innovative, like what are some of the, what do they think they have to do to be like ahead in the technology, in the advanced technology, like five cell. Và nếu khán giả đang mình đang lái chiếc xe VF8, mình sẽ muốn thử cái ADAS system. Anything you want to say about ADAS? No, I mean, I you know, this is only the second time I've actually did it myself on the one day that I was driving, like, so I haven't been able to demonstrate it to anybody else because we don't go on the highway. I see. Never get to, but I mean, it you know. Oh, to be a VinFast seller, salesman. Yeah. What training you have to go through? Do you have to go through training? Yeah, I mean, it's just basically the training knowledge of the vehicle, you know, as much as you can remember, because, you know, there's a lot of stuff with it, but you know, they give us a lot of information about vehicles, test drive, about the other competitors. You know, that's where really, you know, comes in handy, because everybody seems to say, well, this company does this and this company has that. Yeah. In reality, no, you know, and yes, but it could be extra. It's taking longer than expected to help you with a cloud request. Please try again later. Cái này nó nghĩ là tại vì mình không có internet cho nên nó tìm không được cái. It's supposed to be by the end of this year. Okay. Okay, khán giả, này cái pin mình nó hết. Bây giờ mình chạy sửa lại. VF7. VF7. Okay. Yeah, once we get that one in. Yeah. Thì khán giả, khi mới nói chuyện với anh Rich thì anh nói you don't know when it come out. No, okay. Right now they're just saying by the end of the year. Có chiếc VF7 nè, chắc Khang, oops. Yep. Yeah. Khang sẽ bỏ cho khán giả xem cái VF7, cái hình VF7 nè. Nhưng mà anh nói tương lai là it's okay, VinFast. Hey, VinFast, you speak English really well today. This is the oh yeah, the learning curve. I wonder I mean, I know Tesla tend to want to be like new technology and stuff, but sometimes it does, you know, you drive certain thing and then it kind of confuse people. Oh yeah. I appreciate VinFast does to keep the same type of function, because I test again other EV. Just by voice, yeah. Other EV, it does still kind of keep this. Yeah. You know,
So Khang nói là như là Tesla nhiều lần nó cái technology nó mới quá, nó khác biệt quá, cái là nhiều người phải tự học lại, như là Khang lái hai chiếc giữa Tesla và chiếc VinFast hay là chiếc khác. Cái nhiều lần mình cũng hơi lộn. Okay, so we send we close here. And VF7, you said you don't know, right? No, I'm hoping by December. By December? VF7. Do you know the pricing too or no? Are they thinking? It's on the website. Oh, it's on the website? Okay, một lần nữa, chắc hopefully này cái camera mình nó đi vừa lái, vừa gần tới hết freeway thì nó bị ngừng. Nhưng mà chắc cũng ít mong khán giả cũng có cơ hội để được xem cái thử trải nghiệm sẽ lái chiếc lái cái system ADAS của VinFast trên freeway, nhưng mà ở dưới này thì mình không có. Vì bây giờ mình sẽ trở lại thôi. No pricing. Not on the website. Do you know like what's the charge and what's the mileage and stuff? What's the EPA they have? Một lần nữa, này là lần thứ hai Khang lái xe nè khán giả, thì nó rất là thoải mái. It's a 280 range on the 280. Okay, và anh nghĩ là 280 mile. Và bây giờ mình sẽ về lại đường Telegram. The map come back again. Oh, okay. Yeah. And again, if I try, it doesn't work. It doesn't work, right? Mm-hmm. Chỉ có chạy trên xa lộ cao cấp thì nó mới lên thôi, chứ không thôi nó không có lên được. Cho nên nó chỉ có không có trong cái local. Cái đó thì một phần Khang muốn nói thì đó là một cái khác biệt với Tesla, tại vì Tesla chạy trong local được, because Tesla can drive in the local. Yeah. Okay. So do you think there should be an upgrade? What do you think? What, why? Do you know like what's the reason why they don't let you use it in the local? I don't know the reason. I know should be up there update with from Tesla update. It's an issue a bit because like right it doesn't necessarily recognize all of the lines in the roads or okay that's what they're it's reading so okay for so regarding VF9 again, so you said they should be in deliver by July. Yeah. July here. We're still hopeful for the end of July. Anyone order yet? Not yet. In your showroom? No, not yet. Okay. Right now, I don't see you guys have the VF9 in the showroom anymore. No, it's down in San Diego. Okay, so in a different showroom. Yep. So they rotate the showroom. Oh, so I was lucky then. Yeah. Last time. Oh yeah. We're hoping that we'll get it back again soon. Yeah, because I told you I still, you know, always in the look for an SUV. You know, electric SUV. Khán giả cái hồi bữa rồi mình có xem cái chiếc VF9 trong showroom á. Vì cái xe đó nó đi nhiều showroom, cho nên cái showroom bây giờ nó nằm ở dưới San Diego. Cho nên nói chung mình cũng hên có cơ hội để mình xem được chiếc VF9. Khán giả nào mà muốn xem cái VF9 thì bỏ click on link đây này, Khang sẽ bỏ ở đây. Okay. By the way, the map here is Google Map, right? I believe so. They use Google Map system? Okay. Because I know Tesla use Google Map too. Okay. Oh yeah, because we can't. Yeah. Well, maybe. Give you a picture of okay, so you have assisted. Yep. Just it tell you curve. Yeah. Okay, nó chỉ cho mình biết là bên này cần cái curve nên mình phải cẩn thận. By the way, Tesla just updated that too. Oh yeah. Tesla just finally their camera sensor system is on now. Mm. So now they tell you how close are you from the curve. Oh nice. So it just updated the past few days. Lanes to turn left on Citadel Drive. So we can turn into the parking lot. Oh, that one? Yep. The one up there, right? Okay. Either right here or... Can you test this a little bit? Move a move line, yeah. I'm not a race car driver, so yeah. Don't do worry about it. Does it go U-turn up there? No, just turn right. Oh, you can? Cop gonna pull it over, Rick. there you go. Okay, khán giả mình được trải nghiệm lái xe VinFast. Almost 30 minutes, right? It's probably more than 30 minutes. Appreciate it. It's all good. Yeah, I thank you so much, Rick. Try it back in here.
I next time I come here, I'll bring you a coffee. All right. Yeah, I will. I heard that Vietnamese coffee is amazing. You never tried Vietnamese coffee? No, they actually brought it to us the one day. Oh. And I had it. The iced coffee? Café soda? I don't know what it was. Café soda, so like condensed milk? Yeah. Okay, so you need that. Okay. Oh my god. Okay, next time I'll come here. I owe Billy too. Tell Billy I'll bring him coffee. Say that again. But I think he probably drink enough coffee already. Oh, yeah. He doesn't actually drink coffee. Oh, he doesn't? Yeah, he just gotta bring some snack or something. Because when can we test drive the VF9? That's my question. I don't know yet. Okay. You'll be the first one I call. Let me know. We have it, absolutely. Yes, we'll do. I will bother Billy because I have his contact, so I will. Yeah. But I appreciate it. All right. Thank you, Rich. Hey, thank you. Hey, again, I'll come next time with coffee for you. Okay. Café soda. Thank you. We can get somewhere now. Hang out. Yeah. Bye bye. So you walk out your log or? Yeah, you get out. Okay, just like Tesla. And these doors. Mình nói hai điều là cái đầu tiên á, là tại sao Khang sẽ mua VF8 và tại sao Khang sẽ không mua VF8 và cái decision của Khang là cuối cùng sẽ ra sao. Okay, I think that's the firmware. Hey man, some of the audience in Vietnam are very picky. Yeah. One there and you want to switch to ADAS, like is there like a switch? Self-driving? Just self-driving. Okay, so you click on so this. One, yeah, once. Yeah, mình sẽ chạy 3.1 mile nữa. 3.1 mile nữa mình sẽ tới tới lại cái showroom. Nó đang tự lái năng cái này nó sẽ điều khiển mình sẽ thấy I can see it here too. Yep. Yeah. Okay, mình thấy xe thì nó rất là giống như cái bên Tesla auto driver, auto steering. Nó lâu nó sẽ nhắc mình thì mình phải đụng cái tay lái. Nó sẽ điều khiển cái OK, quý vị khán mình đã trở lại trong chiếc xe Tesla. Một lần nữa Khang rất là cảm ơn bên VinFast tại Commerce Citadel cho mình cơ hội để lái thử cái ADAS system. Thì Khang nghĩ đó rất là quan trọng là tại vì Khang đã có compare về Tesla Auto Drive, Auto Steering System. Thì theo Khang nghĩ, hôm nay là mình chỉ nói về phần đó thôi nào, mình không nói gì hết. Sau cuộc nói chuyện với cái anh salesman Richard, anh Rich thì anh đã có chia sẻ về những cái cảm nghĩ của anh về cái công ty VinFast và cũng cái công ty, những công ty xe điện khác nữa. Nhưng mà sau khi Khang lái ADAS system, Khang thấy nó không khác biệt gì hết. Như là có một vài người quý khán giả đã chia sẻ hồi lúc mà Khang bỏ cái video Tesla Auto Drive, Auto Steering nó khác biệt gì với ADAS không, thì Khang sẽ bỏ cho khán giả đây một lần nữa. Khang không thấy có gì khác biệt hết. Khang nghĩ nó cái system nó cũng giống như Tesla, nó quẹo cho mình, nó thắng cho mình. Nhưng mà cái khác biệt á, Khang nghĩ là nó không có lái được trong đường local, là những đường trong thành phố. Nó không cho mình bực cái ADAS lên. Nó sẽ mình chỉ được khi mà mình lên freeway thôi, là đường xa lộ cao cấp mình mới dùng được cái đó. Và nếu mà mình nói về giá cả đi ha, thì như cái nhiều khán giả cũng đã xem đã nói Tesla mắc tiền hơn. Khang đang có chiếc Tesla Model Y, và mình cũng có chiếc mình lái chiếc xe VF8. Thì cái xe nãy mà mình Khang mới ngồi lái trong đó thì anh Richard anh nói là nó cũng là 51-52 ngàn, đúng không? Thì 53 gì đó ngàn. Thì xe này hiện giờ cái khán giả mua cái basic trên Tesla mình có thấy là nó cũng là 54-55 ngàn. Hồi xưa thì chiếc xe size này Khang mua thì nó là 70 ngàn, thì dĩ nhiên mình không có compare được. Nhưng mà giờ cái giá cả của cái Model Y thì nó cũng là 50 mấy ngàn. Cái đó thì Khang sẽ cho mọi người tự decide xe nào nên mua. Nhiều mà lần thứ hai Khang chạy chiếc xe VinFast VF8 thì mình ngồi quen nhiều đó, thì mình cảm thấy nó những cái đồ nút bấm mà lần đầu tiên mình bước vào mình nó như là mình ngợp, mình thấy nó overwhelm.
Nhưng mà sau khi mà lần thứ hai mình lái thì mình cảm thấy mình điều khiển nó thoải mái hơn một chút. Dĩ nhiên nó vẫn nhiều đồ hơn là Tesla, thì cái đó là tùy người thôi, người thích, người không. Khang thì Khang thích cái sự đơn giản hơn. Ok. Và Khang cũng tiếp tục muốn compare VinFast Tesla với những xe điện khác nữa nè, là tại vì VinFast Tesla thì nói chung nhiều người trong cộng đồng mình biết đến nhiều hơn, nhưng mà nó còn rất là nhiều cái loại xe điện khác. Và như là Khang đã nói cái video trước đó, là nếu mà mình muốn tiến bộ trong lĩnh vực xe điện EV trong trong cái US market, thị trường Mỹ, thì mình phải tiếp tục mình thay đổi, tiến bộ hơn, là mình cách mà mình tiến bộ hơn là mình phải nghe những người họ khen nhưng mà chê luôn, ok? Chứ mình đừng bao giờ mình cứ tiếp tục mình cứ nghe người này khen, người kia khen, và cuối cùng mình nghĩ là chiếc xe đã hoàn hảo rồi, mình không có tiến bộ hơn nữa. Để đến giờ Khang phải làm một cái video này. Trước hết là cảm ơn mọi người đã xem chương trình và những cái video mình đã nói về những chiếc xe điện, hay là những chương trình, những cái video khác Khang có trong cái channel của mình. Và cái chính hôm nay là Khang muốn có cơ hội để Khang nói chuyện về chiếc VinFast VFA. Khang nghĩ chắc cái này là cái video cuối mà Khang sẽ nói về VFA, là tại vì nói chung khán giả nào mà muốn tìm hiểu thêm về VFA thì có thể lên trên YouTube, trên mạng, trên để xem rất là nhiều. Mình có rất là nhiều channel đã nói đi đem VSA đi biển, đem VSA đi chở con đi làm, tại sao mua VFA, và màu sắc của VFA, của ADAS đó. Thì Khang có cái cơ hội, Khang cũng muốn lần cuối cùng đi hơn để mình nói về VFA. Tại vì Khang nghĩ Khang vẫn sẽ tiếp tục để tìm hiểu thêm những loại xe điện khác. Và sau này khi mà VinFast có xe điện VF9 mà mình có thể test drive, thì Khang cũng sẽ dùng cái cơ hội để cho Khang sẽ tìm hiểu thêm về VF9. Và đặc biệt hôm nay mình nói về VFA thì Khang muốn hôm nay mình nói hai điều. Là cái đầu tiên á, là tại sao Khang sẽ mua VF8 và tại sao Khang sẽ không mua VF8, và cái decision của Khang là cuối cùng sẽ ra sao. Xin khán giả mình tiếp tục. Nói chung, nếu mà tại sao Khang mua VF8 thì cũng có rất là nhiều video khác trên YouTube đã nói ra tại sao mình phải và mình sẽ nên mua chiếc xe VF8. Trước hết đó là Khang thấy sau khi Khang được test drive hai lần thôi nào khán giả, chứ Khang không có chiếc VF8 ở nhà năng, hay là Khang không có thể nào mượn người khác để chạy VF8. Khang chỉ được tới showroom test drive hai lần, thì cũng cảm ơn cái anh mà làm ở showroom tại tại cái showroom mà mình để xem đó, anh Richard, anh rất là và Billy rất là để vui lòng để cho Khang được cơ hội để test drive VF8. Và sau đó Khang cũng có cơ hội để ngồi nói chuyện giữa cái anh Richard, tìm hiểu tại sao ảnh làm. Thì khán giả đã xem những cái video kỳ vừa rồi thì chắc khán giả nào cũng có sẽ nghĩ là tôi tại chắc Khang chạy xe Tesla, Khang có Tesla cho nên chỉ khen Tesla thôi, chê VinFast cũng được, ai nghĩ thì nghĩ đó, thì tùy thôi, mỗi người có một cái điều nghĩ riêng của họ. Nhưng mà theo Khang thì Khang cũng tìm một cách khách quan một chút, là mình không có muốn bias, tại vì nói chung là Khang nói thẳng luôn là Khang đâu có VF8 đâu, nhưng mà Khang chỉ là trong một người mà muốn tìm hiểu về xe điện. Và đặc biệt thì hiện giờ thì rất là nhiều người muốn tìm hiểu về xe điện VinFast, tại vì Khang cũng biết là khán giả hầu hết của Khang là người Việt Nam hết, đúng không? Người Mỹ gốc Việt hay là người ở Việt Nam, cho nên mình dĩ nhiên là nó là một cái điều hay luôn khi nói về VF8. Về cái sự mà cứng cách, cứng đồ là cái xe mà nó strong, nó tough, thì Khang nghĩ cái design của nó làm rất là cứng. Khi mà Khang đóng cái cửa là Khang cảm thấy nó rất là nặng năng.
thì cái nhiều người có thể không thích vì nó nặng, nhưng mà Khang là Khang thích tại vì nó làm cho chiếc xe nó rất là cứng cắp một chút. Và cái design thì Khang nghĩ nó đẹp, nó rất là nhiều người cũng đã khen rồi. Không có phải là mình design xấu kỳ lạ gì đó. Nó đúng vừa những xem giống như một chiếc xe mà xe xăng bình thường, những cái design đó. Thì Khang nghĩ cũng đúng là tại vì họ đã invest vào một cái người design từ Ý, đúng không? Cho nên có thể người Khang nói sai, người nào muốn sửa thì cứ sửa năng. Cho nên Khang thấy cái đó là một điều tốt. Cái ADAS system thì Khang thấy nó cũng không có gì khác biệt dưới cái level 2 auto drive và level 2 auto drive của Tesla. Khang nói là level 2 thôi nè, cấp 2 thôi nè. Cho nên Khang thấy nó không có khác biệt. Dù có nhiều người cũng có sửa Khang video kỳ vừa rồi đã nói là không đúng. Mình có thể mình dùng cái ADAS system trong cái đường local, mình không phải cần hơn 20 mile. Nhưng mà nói chung thì cái anh Richard tại showroom, anh nói gì thì Khang nghe đó thôi. Thì anh nói là chỉ có được 20 mile per hour mới được dùng sử dụng đó. Hay là lên freeway thôi, cũng có thể là tại cái showroom họ không cho muốn người ta test nhiều, cho nên họ có thể họ dùng cái lý do đó. Nhưng mà có nhiều người ở Việt Nam thì đã nói Khang không có đúng. Ok, thì cái đó không sao. Và giá tiền thì sau khi xem những cái xe điện thì Khang cảm thấy cái giá tiền cũng, dù nó cũng dĩ nhiên là nó cũng hơi mắc một chút cho một cái hãng xe điện mới, nhưng mà nếu mà mình compare đối với những cái xe điện khác, như là Khang có chạy chiếc xe điện của bên Kia EV6 thì cái giá nó cũng slightly là 48-49 ngàn, đúng không, thì nó rẻ hơn. Cái computer system có người có lúc nó cũng không có được hoàn hảo lắm. Thì cũng có người đã nhắc Khang là cũng có thể là sau này khi mà càng lâu thì họ sẽ update, thì cái computer system nó sẽ càng hoàn hảo hơn. Thì cái đó chỉ có thời gian mình mới sẽ biết được thôi, đúng không? Và những cái chuyện đó là Khang nghĩ là bình thường hết. So far là nó một chiếc xe điện mà Khang nghĩ nó không có phải là dở. Và càng ngày thì Khang cũng thấy cũng có thêm một vài chiếc xe VinFast chạy vòng quanh Little Sài Gòn. 1 Tesla, 2 Tesla, 3 Tesla. I think I see a VinFast somewhere right there, guys. VinFast. Dĩ nhiên không có nhiều năng khán giả Khang biết, nhưng một vài khán giả Việt Nam cứ nghĩ là chắc mình giống như là mình chạy vòng quanh là mình thấy VinFast everywhere. Nhưng mà không đúng nè, cái này là Khang nói thiệt, không phải là Khang ghét hay là gì đâu. Lâu lâu mới thấy thôi. Cái đó là, hay là lâu lâu mới thấy một vài người mà làm trong YouTube họ chạy vòng quanh. Sau này thì có thể mình sẽ thấy được thêm. Mình cũng phải chờ thôi. Đó là những điều mà Khang sẽ mua chiếc VinFast. Nhưng chắc quý khán giả cũng đã, ai mà coi tới phần này thì cũng đã chờ biết được là Khang sẽ không có thể nào mua được VinFast vì những lý do sau đây. Trước hết đó là không có tiền, đúng không? 48 ngàn, 49, 50 ngàn, nó cũng không phải là chuyện dễ đâu khán giả. Những người khán giả mà xem hay cứ nghĩ là mình làm YouTube mình kiếm được nhiều tiền lắm. Mỗi cái video khán giả mà coi cỡ mấy chục ngàn, for example, thì cũng có mấy đồng, mười mấy đồng mà. Bên này cái đó mua được cái gì? Và mướn thì cũng không được, là tại vì mướn thì cũng 300, 400 đồng một tháng. Và đặc biệt phải có insurance nữa, đúng không? Thì chắc nhiều người đang coi cái này, người sẽ chửi rồi, chê, chửi, ghét. Không sao, là tại vì nói chung là ở Mỹ mình theo cái này là theo cảm nghĩ của Khang thôi nè. Mình không có phải nói cho những người khác được, là những người khác có thể trong hoàn cảnh khác nhau. Theo Khang đó thì cái cách mà Khang mua đồ hay là bên Mỹ hay là làm việc bên Mỹ là cái thương hiệu nó rất là, cái branding nó rất là quan trọng. Khang không phải là nói cái branding của VinFast là dở, Khang chỉ nói là nó còn cần rất là nhiều thời gian để nó build up cái branding. Giống như là Khang có nói chuyện về Kia, về Hyundai, những cái năm đầu tiên của những hãng xe đó rất là khó khăn nè quý khán giả, nếu mà khán giả nào muốn tìm hiểu thêm về. Và từ từ họ mới build up, họ mới lên như có ngày hôm nay. Thì Khang nghĩ VinFast có thể làm được không? Thì Khang nghĩ cũng có thể chứ. VinFast trong 2 năm thôi mà làm ra được chiếc xe chạy được ADAS, đúng không? Chạy được tự động.
và đem qua Mỹ bán trong thị trường Mỹ, một thị trường rất là khó khăn, là có rất là nhiều option. Khang dù có tiền Khang cũng chưa có mua được, là vì cái lý do mà chính nhất á, là một cái thương hiệu còn mới. Cũng như là mình mua một đôi giày đi ha, mình có tiền để mình mua đôi giày Nike hay là một cái đôi giày một cái thương hiệu mới, dù cái thương hiệu Nike nó mắc hơn một chút hay là nó cũng gần nhau, thì mình dù nó mắc gần nhau hoặc là dù mắc hơn một chút thì mình cũng ráng bỏ tiền để mua cái hiệu Nike, là tại vì nó có cái branding, nó có cái lịch sử, nó có được nhiều năm, người ta có cái sự tin tưởng của người ta, dù nó mắc hơn một chút. Nhưng mà Khang nói nghĩ trong tương lai thì xe điện có thể VinFast sẽ hạ giá hơn nhiều hơn, thì có thể nó rẻ hơn nữa, rẻ hơn Tesla, hơn rẻ hơn những cái hiệu EV khác, thì có thể đó là cái cơ hội sẽ được nhiều người mua hơn. Vì khi mà mình vào một cái thị trường mới, mình chưa có cái gọi là cái branding, cái tên tuổi, và mình cái giá mình phải bằng những cái thị trường, những cái hãng khác, thì nó hơi khó cho người ta. Dù có những người mà xem ở Việt Nam có ghé cánh máy nói ồ tại sao mình không yêu quê hương, mình yêu nước. Nói chung là nếu mà tiền mà rớt ra như nước thì Khang nghĩ bao nhiêu Khang cũng mua được hết, dù cái dở hay cái ngon gì đó Khang cũng mua được. Nhưng mà vì tiền nó đâu phải là bên Mỹ, đâu phải là dễ ra kiếm đâu khán giả. Còn cái điều mà có nhiều người nói Khang tại sao mà người Việt mà không ủng hộ xe Việt vì lòng yêu quê hương, thì Khang nghĩ cái đó nó không có quan trọng với Khang, là tại vì Khang sống ở Mỹ đã 30 năm, sống Việt Nam chỉ 10 năm thôi. Còn Khang đã nói rồi, nếu mà Khang còn ở Việt Nam thì nghĩ chắc là Khang sẽ lớn lên sẽ được nối truyền lại nghề sửa xe đạp của ba Khang. Cho nên nếu mà muốn đẩy Khang nói Khang phải ủng hộ nước Việt Nam vì Việt Nam đã nuôi Khang thì Khang nghĩ không đúng. Có thể là đó về việc theo hoàn cảnh của Khang thôi, Khang không thể nói được những người khác. Vì đó Khang lúc nào cũng phải nghĩ mình là người Mỹ, gốc Việt. Vì bên Mỹ thì Khang không biết người nào mà Việt Nam có YouTube ra sao chứ, nhưng mà Khang cảm thấy như người Việt Nam hay cứ nghĩ là những người Mỹ bên Mỹ ghét người Việt Nam của mình bên đây. Khang nghĩ không đúng. Vì cả cuộc đời Khang cảm thấy rất là nhiều người Mỹ, người bạn Mỹ, người làm ở Mỹ đã ủng hộ mình, đã có được ngày hôm nay. Cho nên không, cái đó là không phải một cái lý do mà Khang phải mua xe VinFast. Theo Khang nghĩ đó, cái cách mà Khang sẽ mua VinFast và sẽ tiếp tục ủng hộ VinFast là cái giá cả nó phải hạ xuống. Thì Khang nghĩ những cái xe điện có ngày cũng sẽ hạ xuống, là vì hiện giờ cái cạnh tranh rất là nhiều. Cho nên mình sẽ có cái cơ hội này, cái cơ hội mà VinFast vào thị trường Mỹ, nó là một cái điều tốt, là tại vì mình có thêm một loại xe điện mà để cạnh tranh dưới những cái hãng xe điện khác, thì cái giá nó sẽ rẻ đi. Và giá nó rẻ đi thì mình sẽ có cơ hội để mình mua xe điện hơn, dù mặc dù xe điện có thể là xe điện mới, hiệu mới, đúng không? Và Khang nghĩ thời gian sẽ giúp VinFast được có nhiều sự tin tưởng hơn sau này. Và hiện giờ thì Khang thì sẽ không có cơ hội để được mua chiếc VinFast, hay là sẽ chưa mua VinFast. Nếu mà mình nói tiền là một vấn đề quan trọng, đúng không? Có thấy những người trong YouTube thì cái tiền không quan trọng với họ, hay là họ có nhiều tiền hơn hay là dư tiền hơn thì họ có thể họ mua bao nhiêu, thì cái đó là của vấn đề của họ. Nhưng mà Khang thì chưa có. Nhưng mà Khang vẫn tiếp tục muốn ủng hộ VinFast vì giống như là một cái hãng xe điện khác. Lê Vy, mình có nhiều xe điện thì cái cạnh tranh nó sẽ cao hơn và cái giá xe điện nó sẽ thấp hơn, và nhiều người sẽ có thể lái được xe điện VinFast và mình có thể mình tìm hiểu được nhiều hơn đó. Thì một lần nữa Khang chỉ muốn nói vậy thôi. Và Khang cũng sẽ rất là chờ cho những cái product khác của VinFast như là chiếc VF9 để test drive và để tìm hiểu thêm nhiều về cái tương lai của VinFast.